Xin chào cả nhà, mình là Nghĩa và mình đến từ Hà Nội K. Bên cạnh mình là một trong những chiếc xe đầu bảng của nhà Toyota, Toyota Land Prado 2020 với lăn bánh có 1,4 vạn km thôi. Rất mới, rất xịn, rất đẹp và giá thì chắc chắn phải trên 2 tỷ rồi. Cụ thể chiếc xe này chất lượng như thế nào, giá bán ra sao thì mời anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi video ngay bây giờ. Chiếc Toyota Land Prado mà đứng trước mắt quý anh chị và các bạn là chiếc xe được nhập khẩu Nhật Bản năm 2020 và đặc biệt là mới chỉ lăn bánh có 1,4 vạn km anh chị nhé, còn rất là mới luôn. Đấy. Cái màu sắc này thì nó là cái màu đồng ánh kim, một trong ba cái màu bán chạy nhất. Xe này thì về Việt Nam mình có rất nhiều màu, khoảng tầm 10 màu, trong đó ba màu bán chạy sẽ là bao gồm trắng, đen và đồng ánh kim. Ngoài cái màu này ra thì còn cái màu xanh bộ đội nữa, là cá nhân em Nghĩa thấy rất là đẹp, còn rõ ràng là việc đẹp xấu thì phải tùy con mắt của mỗi người thôi. Đây anh chị nhá, đây là một chiếc xe có lẽ là không bàn về chất lượng, thực sự là như vậy luôn. Em Nghĩa tự tin nhận cọc chiếc xe này trên mọi miền Tổ quốc và cam kết với anh chị là mình có thể check hãng, check gara tùy anh chị luôn. Sai em Nghĩa hoàn toàn chịu tiền cọc gấp đôi luôn, gấp 3 tùy anh chị. Một chiếc xe mình sẽ không bàn về chất lượng nữa, bởi vì nó không khác gì xe mới anh chị ạ. Mà có lẽ điều mà anh chị em mình sẽ làm việc trực tiếp với nhau đó là về cái mức giá cả, giá bán thôi. Hiện tại chiếc xe này thì em Nghĩa đang chào bán với mức giá là 2 tỷ 370 triệu. Và dĩ nhiên đấy là mức giá mà em Nghĩa muốn bán. Còn mức giá mà anh chị muốn mua thì chắc chắn là nó sẽ thấp hơn. Và khi mà em đưa ra mức giá chốt quyết định thì có lẽ là cũng sẽ mong anh chị sẽ hài lòng với chiếc xe mình mua được. Và bên em Nghĩa thì cũng sẽ có lợi nhuận trong việc kinh doanh mua bán. Cảm ơn anh chị và bây giờ thì em mời anh chị chúng ta hãy cùng xem chi tiết hơn về chiếc xe Land Prado này. 2020, nhập Nhật 1,4 vạn, quá ít. Prado thì là một trong những mẫu xe phải nói là đầu bảng của dòng Toyota tại Việt Nam rồi. Phân phối chính hãng, bảo hành 3 năm. Đấy, và chiếc xe này thì sẽ còn bảo hành đến 2022 luôn anh chị nhá. Mình thoải mái yên tâm sử dụng, không lăn tăn về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa của hãng cả, đặc biệt là Toyota. Prado, một chiếc xe 7 chỗ, gầm cao, chạy địa hình rất là tốt, êm ái. Option thì về dạng là cơ bản thôi anh chị, nó cũng không được đánh giá quá cao ở cái option đâu. Mặc dù là những cái tính năng, những option của mẫu xe này về cơ bản là đáp ứng tốt cái nhu cầu người dùng Việt. Ở phần đầu thì anh chị sẽ có một cái bộ mặt ca lăng với 5 cái thanh rất là lớn, đặt dọc, tạo cho xe có một cái cảm giác rất là hầm hố. Lần đầu tiên mà cái form dáng này xuất hiện thì thực sự là đã đốn tim khách hàng rồi. 2016 thì Prado ra mắt form mới, 2020 lại tiếp tục có một cái bản nâng cấp như thế này nữa. Toàn bộ dàn đèn này sẽ là đèn projector dạng bóng chiếu, đèn LED anh chị nhá. Và dĩ nhiên là cái đèn pha, hơi tiếc khi nó vẫn là cái đèn phản xạ đa hướng. Bộ rửa đèn mình cũng được cung cấp. Đèn gầm sương mù cũng là đèn LED. Nằm dưới nắp máy này thì anh chị sẽ có một khối động cơ 2.7 lít hút khí tự nhiên. Nhưng mà nó sẽ ăn uống, cũng chia sẻ với anh chị luôn là với dòng xe này mình sẽ phải chấp nhận cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó tầm 15 lít cho 100 km anh chị nhé. Dẫn động hai cầu toàn thời gian, động cơ 2.7, máy xăng. Tuy nhiên thì chắc là khi mà anh chị đã xuống tiền chọn mẫu xe này thì cái việc tiêu thụ nhiên liệu nó cũng sẽ không phải là vấn đề quá lớn nữa. Em nghĩ là như vậy. Em cũng đã từng bán rất nhiều những cái mẫu xe lăng này, Prado và cả lăng cho rất nhiều các cô chú anh chị trên toàn quốc rồi. Thì cái việc mà khách hàng quan tâm ít nhất đến mẫu xe này chính là mức tiêu thụ nhiên liệu. Một chiếc xe to như thế này, động cơ hút khí tự nhiên bền bỉ thì rõ ràng mình sẽ phải đánh đổi một số thứ anh chị ạ. Hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Cái xe này có lẽ là cái điểm mà em Nghĩa thấy khá là không ok. Đấy là việc mà chiếc xe nó chưa được trang bị chìa khóa thông minh. Nhưng rất may là người chủ cũ của họ của nó đã trang bị cái chìa khóa thông minh Startup rồi. Mình ra vào xe thông minh, cầm chìa khóa đứng cạnh là xe sẽ tự động mở cửa anh chị nhé. Đấy, đấy là những cái thứ rất là may. Cảm biến lùi, cảm biến góc, cam lùi thì dĩ nhiên là xe được trang bị rất đầy đủ và chất lượng. Về cái độ hoạt động ổn định của xe Toyota thì mọi option đều rất ok. Xe này sẽ trang bị nội thất màu kem anh chị nhé. Đấy, và chủ đã làm thảm sàn 5D hết rồi. Đấy, hàng ghế thứ ba rộng rãi như này. Và dĩ nhiên khi mà mình ngồi đủ 3 hàng ghế thì sẽ phải đánh đổi. Đó là về cái việc mà anh chị sẽ bớt đi cái khoảng hành khách và hành lý, nó sẽ ít hơn so với lại mình sẽ chỉ ngồi hai hàng ghế thôi. Đây, ghế này thì hoàn toàn gập điện anh chị nhé. Tính năng rất mới ở trên cái Prado 2020. Trước đây thì hoàn toàn gập bằng tay luôn anh chị ạ. Trước đây là dùng nó không được thuận tiện lắm đâu, nhưng bây giờ thì rất ok rồi. Em sẽ gập hẳn xuống này cho anh chị xem nhé. Gập phẳng hết xuống như thế này, ngồi 5 người thì mình để đồ phải nói là nó quá thoải mái. Nói chung chủ cũng biết phối màu đấy. Anh chị thấy cái sự ăn nhập trong cái việc thảm sàn với cái lưng ghế không? Rất ok luôn. Đây, em mời anh chị chúng ta hãy cùng lên cái hàng ghế thứ hai, cái khoang cabin chúng ta xem qua mẫu xe này nhá. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai trên một mẫu xe 7 chỗ thì luôn luôn là cái hàng ghế ngồi rất là dễ chịu. Kệ thì tay khay để cốc này, trượt ngả,
điều hòa cho tất cả các vị trí này. Và điều hòa trên Prado phiên bản này sẽ là điều hòa 3 vùng độc lập anh chị nhé. Đấy, chất lượng ghế da rất là thích luôn, êm, ôm người, có thông khí, mình ngồi cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Trần sàn này rất là phẳng. Đấy, cái điểm hay của xe Toyota lúc nào trần cũng là sàn xe họ cũng làm rất là phẳng luôn. Còn đây là khoang cabin anh chị nhé. Prado thì sẽ có những cái chi tiết ví dụ như là nhựa này, da này, gỗ. Đấy, phối hợp rất là hài hòa, cùng với đó là mạ bạc cho các chi tiết. Ghế thì sẽ được chỉnh điện này. Đấy, ghế lái, ghế phụ anh chị đều có ghế chỉnh điện hết nhé. Vô lăng nói chung là không khác gì xe mới cả, mới lăn bánh có 14.000 km thôi. Lịch sử bảo dưỡng hãng khá là ok, đầy đủ. Màn hình nguyên bản theo xe này, hộp số 6 cấp, hệ thống gài cầu điện này, sưởi ghế, sấy ghế. Đây, một chiếc xe không có quá nhiều option nhưng mà luôn được khách hàng lựa chọn và tin tưởng trong tầm giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Khi anh chị tìm đến Prado thì điểm đầu tiên anh chị nhận được đó là một chiếc xe nhập Nhật Bản với thương hiệu Toyota. Nó đảm bảo cho mình về cái sự tin cậy, hoạt động ổn định, ít sửa chữa và cái chi phí nuôi dưỡng rất là rẻ. Mặc dù là với cái mức giá trên 2 tỷ đồng nhưng mà cái việc chăm sóc, bảo dưỡng và duy trì cái mẫu xe này nó sẽ không khác nhiều so với việc mà anh chị chỉ di chuyển những cái mẫu xe khoảng tầm hơn 1 tỷ đồng thôi. Chi phí cũng rất là rẻ. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì em nghĩ cũng đã trao đổi rồi. Và đây có thể coi là một trong những chiếc xe mà rất thực dụng cực kỳ ở trong cái tầm giá khoảng hơn 2 tỷ luôn. Chiếc xe này em nghĩ xin phép phải nhắc lại nhé. Toyota Land Prado 2.7 nhập Nhật Bản. Mới lăn bánh có 1,4 vạn km thôi. Đấy. Còn rất là mới và vẫn còn bảo hành. Chính hãng, xe đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu, lăn bánh 1,4 vạn. Và hiện tại thì em nghĩa đang chào bán mức giá là 2 tỷ 370 triệu. Có thương lượng cho anh chị và dĩ nhiên là vẫn hỗ trợ trả góp 70% giá trị xe. Nếu anh chị có bất kỳ nhu cầu về mua bán, trao đổi hoặc định giá các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp em nghĩa nhé. Theo số hotline mà em nghĩa đính kèm trên video 0971054588. Nếu anh chị có nhu cầu thêm về xe cũ hoặc là có thời gian rảnh thì em mời anh chị ghé qua cửa hàng bên em Hà Nội K, số 99 Thành Thái. Hai anh em mình gặp nhau trao đổi cà phê trực tiếp. Cảm ơn anh chị rất nhiều và mong có một ngày được phục vụ anh chị ở trong cái công cuộc tìm kiếm những cái mẫu xe mà anh chị yêu thích. Cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.